Với bài squat mình thực hiện như sau. Kê chân khoảng tầm 3 phân, ấn 3 điểm xuống mặt sàn để tạo vòm nhé. Từ gồng bụng, gập hông sao cho rốn thẳng với lòng bàn chân. Chúng ta sẽ từ từ hạ trọng tâm, hạ rốn xuống ấy. Luôn giữ lưng thẳng, kể cả điểm xuống đến điểm thấp nhất thì chúng ta luôn vẫn phải giữ lưng thẳng nhá. Khi lên thực hiện là để cho mông đùi nằm trên một đường thẳng, lưng mông đùi nằm trên đường thẳng nhá. Với điểm tận cùng thì chúng ta vẫn để rốn chiếu thẳng giữa lòng bàn chân nhá. Luôn gồng bụng cho quá trình thực hiện. 3 điểm ở chân là luôn áp sát mặt sàn, là tripod nhá. Chúng ta sẽ luôn để chân 3 điểm, chúng ta sẽ nhìn hình ảnh ấn xuống mặt sàn để tạo vòm. Chúng ta sẽ sử dụng mông đùi trước để thực hiện bài tập này. Mắt hướng về tầm 3 đến 4 mét về phía trước. Gối đi theo mũi chân. Mục đích của việc mà mình kê cái tầm 3 phân để chuyển động tốt hơn, ổn định hơn khi squat và hạn chế các chuyển động bù khi hông và cổ chân nó bị kém linh hoạt. Lỗi thường gặp ở squat là chúng ta thường là võng lưng khi thực hiện những bài tập như thế này. Đây, chúng ta võng lưng, ngửa cổ nữa. Chúng ta nhìn hình ảnh đấy, ngửa cổ võng lưng. Rồi chúng ta đẩy mông ra sau quá sâu, để cho đầu gối không cõng chân ấy. Đấy, là như thế này là không là sai nhá. Và chúng ta khép gối nữa. Và chúng ta khép gối. Thứ hai, thứ ba nữa là chúng ta thực hiện bài tập này khi điểm cao nhất chúng ta lại võng lưng mất rồi. Chúng ta phải để mông đùi nằm trên một đường thẳng, lưng mông đùi nằm trên một đường thẳng. Đấy. Những bài tập như này là chúng ta đang bị võng lưng. Võng lưng ở điểm cao nhất, điểm siết mông. Và thứ nữa là chúng ta còn bị cong lưng như con tôm nữa.